Đó cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, quan trọng là các bạn thấy là bên trong khay rất là rộng rãi luôn. Tầm này thì mình có thể nướng nguyên con gà tầm 1,2 kg hoặc là 1,5 kg hoặc là 2 miếng cá lớn. Dù là nhà ít người hay là nhiều người thì khi mà chọn mua nồi chiên không dầu, mọi người vẫn có xu hướng chọn nồi có dung tích lớn, chủ yếu là để nấu được nhiều món ăn. Nhưng mà dung tích lớn ở đây là nó phải đi kèm với tiêu chí giá cả hợp túi tiền một chút xíu nha. Và đối với yêu cầu này thì ngày hôm nay anh có một đề xuất cho các bạn, đó chính là nồi chiên không dầu có dung tích tới tận 6,5 lít đến từ Magic. Và cùng xem là em nó có gì đáng chú ý nhé. Vẫn là thiết kế bo tròn cùng với vỏ ngoài tông đen bằng nhựa trơn bóng quen thuộc. Nhưng ở cái nồi này, nó có tạo thêm điểm nhấn bằng việc phủ nhũ bạc ở đầu nồi, viền quanh bảng điều khiển và phần tay cầm để nó trông không quá đơn điệu. Chất liệu nhựa PP của vỏ ngoài thì cứng cáp, dễ vệ sinh, tuy nhiên thì đi kèm với đó là nó dễ bị bám bụi với vân tay, điều này thì không thể tránh khỏi được rồi. Việc nồi có dung tích lớn nên chắc chắn sẽ chiếm kha khá không gian, đồng nghĩa với việc nó cũng có độ nặng khi rinh lên để di chuyển đó nha. Không khó để nhận biết bảng điều khiển ở đâu, nó được khoanh vùng và làm nổi chính dựa ở chỗ này thì làm sao mà không thấy được ha. Chưa kể khi cắm điện, màn hình còn phát sáng với đèn LED hiện rõ ràng, kích cỡ lại vừa đủ to cho người lớn tuổi nhìn cũng được. Khỏi cần nói thì các bạn cũng biết đây là bảng điều khiển cảm ứng, lúc nhấn nhạy và có tiếng bíp to kèm theo. Giống như đại đa số nồi chiên không dầu thì chiếc nồi này nó cũng có những chế độ nấu tự động, tức là thời gian và nhiệt độ đã được cài đặt sẵn và bạn không biết nấu như thế nào á thì mình có thể chọn nhanh những chế độ này. Ở đây tổng nồi có 6 chế độ bao gồm gà, tôm, cá, khoai tây, sườn, bò. Để hiểu rõ hơn về thời gian và nhiệt độ tương ứng với khối lượng của thực phẩm như thế nào thì các bạn tham khảo thêm ở trong sách hướng dẫn sử dụng ha. Nhưng mà nhìn chung là nó chỉ mang tính tương đối cho bước đầu bạn chưa quen thôi, bởi vì là kết cấu và kích thước của thực phẩm khác nhau, sau này mình quen rồi thì nên tự chỉnh nha. Nếu tự chỉnh thì đơn giản, bạn chỉ cần nhấn nút mũi tên lên xuống để tăng giảm nhiệt độ, tối đa cho phép đến 200 độ C, và nhấn cộng trừ để cài thời gian tối đa lên đến 30 phút. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào phần bên trong khay chiên này ha. Tay cầm cũng kéo ra dễ dàng nha. Và có lẽ là mình cũng sẽ nói luôn về cái phần khó hiểu nhất của cái khay chiên này, cũng là cái tay cầm này luôn. Ở đây anh thấy nó có trang bị nút nhấn, nhưng nút nhấn lại không kéo được tay cầm ra như những nồi chiên không dầu khác. Anh biết mục đích nó thiết kế cái phần tay cầm này là để dễ vệ sinh trong máy rửa chén. Tuy nhiên chắc là do ở Việt Nam thì các mẹ các chị toàn rửa bằng tay thôi, nên là nó đã dẹp luôn cái chuyện này, thay vào đó là phần tay cầm dính chặt vào như thế này cho tiện. Thành ra thì nó lại hơi bị thừa. Đó cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, quan trọng là các bạn thấy là bên trong khay rất là rộng rãi luôn. Tầm này thì mình có thể nướng nguyên con gà tầm 1,2 kg hoặc là 1,5 kg hoặc là 2 miếng cá lớn, và toàn bộ khay chiên bao gồm cả vỉ tách dầu đều được tráng men chống dính. Riêng vỉ tách dầu thì có thể tháo rời để vệ sinh, bề mặt có nhiều lỗ li ti để dầu có thể chảy xuống khay bên dưới, tránh làm thức ăn ngập dầu. Cái vỉ này khi lắp vào khay thì sẽ được cố định bằng 8 miếng cao su nên rất là chắc chắn luôn. Có điều là khi vệ sinh thì các bạn cũng nên tháo những miếng đệm này ra, bởi vì là bên trong của nó thì những kẽ hở này cũng bị dính dầu mỡ nha. Bên trong, ngoài khay chiên ra thì còn có một thứ phải chú ý nữa, chính là thanh đốt nóng ở trên, hay còn gọi là dây meso. Chính nó đã tạo ra nhiệt kết hợp với công nghệ Rapid Air giúp thực phẩm chín nhanh hơn và hạn chế 80-90% lượng chất béo. Rồi, và để xem là nó chiên như thế nào thì không gì bằng đem nó đi trải nghiệm nấu. Và món ngày hôm nay anh nấu sẽ là cá phi lê chiên xù. Để các bạn khỏi chờ lâu thì ở đây anh đã sơ chế sẵn luôn rồi, mình chỉ cần bỏ vào chiên thôi. Khay chiên rộng nên là một lần anh tận dụng chiên 2 miếng cá luôn, nhớ là vẫn phải phủ cho nó một ít dầu nhé. Anh sẽ chọn chiên với mức nhiệt 200 độ C trong 15 phút. À, có một mẹo nhỏ để cho cái nồi này chiên tốt hơn là khi mà các bạn mới bắt đầu chiên, tức là cái nồi này đang nguội lạnh luôn ấy, thì các bạn nên cài thời gian dư ra 3 phút, xem như là thời gian để nồi làm nóng ha. Trong lúc nồi hoạt động, bạn sẽ thấy ký hiệu làm nóng luân phiên sáng tắt. Lúc nó sáng là khi nồi đang gia nhiệt, còn tắt là nhiệt độ đã đủ. Cách hoạt động này là để duy trì nhiệt độ, giúp cho thức ăn không bị quá nhiệt gây cháy khét. Mà dù vậy, để thức ăn chín vàng đều thì các bạn cũng nên canh thời gian để trở thức ăn nha. Cứ vô tư trở vì sau đó nồi vẫn tiếp tục hoạt động theo cài đặt trước đó. Thậm chí là bạn có thể tăng giảm nhiệt độ, thời gian lúc nó đang chiên nếu muốn đột ngột điều chỉnh lại. Giờ sẽ xem qua cá ánh chiên như thế nào đây.
Đầu tiên là thấy mặt trên của nó được chiên vàng ươm. Xem qua mặt dưới thì nó cũng chiên đều rồi nha. Các bạn có thể thấy là cá và bột xù không bị dính vào khay chiên. Phần bột xù phía ngoài được chiên giòn, còn phần cá bên trong vẫn giữ được độ mọng nước. Nói chung là rất là ok nha. Để biết nồi tốn điện ra sao thì trong lúc chiên cá, Ánh cũng có sẵn tiện đo điện luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây nha. Đối với nồi chiên không dầu thì khi mà vệ sinh, phần được chú ý nhất vẫn là khay chiên. Và để giữ được cho độ chống dính lâu dài thì các bạn lưu ý là mình đừng nên rửa khay chiên bằng cước kim loại. Rồi cứ một tháng một lần thì nhớ chú ý vệ sinh dây meso bên trong nha. Như có nói thì nếu như mà các bạn đang tìm một chiếc nồi chiên không dầu có dung tích lớn, giá cả phải chăng và chiên ổn thì chiếc nồi của Magic này sẽ rất là đáng để cân nhắc nha. Nồi thì cũng dễ sử dụng thôi, nên là mình không sợ khi mà mua về thì ba mẹ khó xài nè. Và nhà từ 3 đến 5 người thì xài vô tư luôn. Còn nếu như mà bạn đang ở một mình thì cái nồi này nó sẽ to quá nha. Giá của sản phẩm thì Ánh sẽ để ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye!